Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về sản phẩm để làm những cái xe ba bánh và bốn bánh, xe điện và xe xăng. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ đôi động cơ khủng làm xe điện bốn bánh hoặc là ba bánh. Một cặp động cơ là 60V 1000W. Đây là dòng động cơ đặc biệt bởi vì nó là động cơ dùng làm xe bốn bánh, nó chỉ có một trục một bên thôi, kiểu như dạng động cơ xe cân bằng, nhưng cái lực của nó rất là lớn, mômen xoắn của nó lớn và tốc độ cao. Nó sử dụng nguyên lý hoạt động thì nó sử dụng hai động cơ này hai bên như một cái cầu vi sai xích, như một cái cầu vi sai điện bình thường. Hai động cơ là chạy đồng tốc và cùng tốc độ, sử dụng hai con điều khiển và một con chân ga. Bộ này thì nó hoạt động độc lập nhưng lại có thể như một bộ vi sai hoặc là với cái bộ này thì nó lại có đa dạng về chủng loại la răng, thì các bạn có thể lắp tất cả các loại la răng nào mà có cái đường chéo tim ốc từ ốc lọ sang ốc kia là 7 cm. Đây là chi tiết của cái động cơ. Đây động cơ là rất là chất, nó nặng tới 15 kg một cái. Đấy thì chỉ cần lựa cái la răng nào mà có con tim ốc từ đây sang đây 7 cm và đo đường chéo này 10 cm là có thể lắp vừa cái động cơ này. Đấy. Cái động cơ này thì ước chừng đạt khoảng 70-80 km/h. Hiện tại thì mình chưa có cái đồ gì để gá đặt để test tốc độ của cái dòng động cơ này, cho nên là mình sẽ làm video test tốc độ của cái động cơ này vào một cái video sau. Thì những cái dòng động cơ này thì có thể lắp những cái loại la răng như thế này. Đấy, có 4 lỗ này. La răng này rất là đẹp. Đấy. Phần động cơ thì nó là động cơ sử dụng phanh đĩa. Trên này là mình chưa lắp cái đĩa, sử dụng đĩa 3 lỗ. Đây. Và phần trục giữ động cơ thì được kẹp vào cái trục này, có con cá này. Trục này rất là lớn, đường kính trục rất là lớn, chỉ cần giữ với đặc thù của nó là giữ một bên cho nên trục nó là rất là to. Đây là ba con ốc để bắt phanh đĩa. Đây là thông số về các cái công suất. Đây 60V và 1000W. Con động cơ rất là nặng, động cơ này nặng tới 14-15 kg. Đấy. Dây động cơ rất là to, nó ăn dòng rất là mạnh, nó khỏe, nó không khác hẳn với những cái dòng động cơ 60V 1500 của dòng xe máy điện của học sinh nó đi. Này là nó rất khỏe, nó dùng được xe bốn bánh. Bạn nào có nhu cầu làm một phương tiện tốc độ cao thì có thể tham khảo cái bộ này, rất là thích hợp. Và giá của cái bộ này thì cũng tương đối cao một chút. Thì các bạn nào có tham khảo về giá thì xin comment ở dưới cái video, mình sẽ trả lời công khai, không giấu. Ở đây thì nó có động cơ, điều khiển, chân ga và la răng. Các bạn cần món nào thì mình sẽ báo giá món đấy. Hoặc là xem phần mô tả video, mình sẽ báo giá từng món một. Đối với cái dòng động cơ độc lập như này thì mình có thể làm hệ thống giảm xóc độc lập rất là dễ, giảm xóc treo cực kỳ là đơn giản. Với mỗi một con động cơ thì mình sẽ làm một cái gắp sau, gọi là càng sau, dạng mô phỏng càng của xe máy và kẹp vào cái trục động cơ này, bắt lên khung, nó hoàn toàn độc lập.
Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 hoặc là vào trong website xe điện motordien.com để tham khảo nhiều sản phẩm hơn và các loại la răng đẹp hơn, các loại chân ga khác kiểu và thêm bộ phanh đĩa của nó nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy đăng ký kênh của mình để xem nhiều sản phẩm hơn. Nhớ thêm cái biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo ngay khi có video mới ra.